Tôi đã tìm thấy sở thích của mình, đứng trên tấm ván. Những cái váy đó, Alice, là cô làm sao? Ừ, các cô ấy đã truyền sức sống cho nó đấy. Nhưng đó là thiết kế gốc của Alice. Cô thích nó chứ? Tôi rất thích. Tôi không biết cô lại có tài năng như thế đấy. Với những cái váy này, cô có thể làm bất cứ ở cửa hàng thời trang nào ở Paris. Thế còn cửa hàng Millicent thì sao? Baby, qua đây nào. Thật vướng víu. Có lẽ đây là một sở thích sai. Đợi đã.